Đây đây. Thèm kiến quá, thèm kiến quá. Không phải đâu nha. Thèm kiến là đây nè. Ngày 30 tháng 7 vừa rồi, mình vừa tới sự kiện về kiến lớn nhất trong năm 2023 này. Show tổ chức 8 giờ và 7 giờ 30. Mọi người xếp hàng dài quá trời luôn. Show này mua vé trước cả tháng chứ không phải là xếp hàng rồi vô đâu nha các bạn. Đó, thấy tôi cũng đứng xếp hàng đàng hoàng nề nếp chưa nè. Đứng cuối cùng luôn, mặc dù 7 giờ là tới rồi nhưng mà ham vui bên ngoài chưa vô nữa. Xếp hàng lâu quá trời luôn, chưa kịp thở vừa vô là bị lôi lên sân khấu phát biểu rồi. Mặc dù là chưa chuẩn bị gì hết trơn, trời. Thấy cái mặt tôi ngại quá trời không? Các bạn quen quá với gương mặt này rồi đúng không? Hiếu thèm bò sát nha. Hiếu biết tôi đen nên chuẩn bị cái background sáng cho tôi nổi lên, mà sao không thấy nổi bằng Hiếu nữa trời. Đó đó, khúc này đang chém gió mấy đường tại thấy show hoành tráng mà mê quá. Rồi xong, cuối cùng đứng được xuống. Đang cảm ơn thì bé Thu giữ tôi lại hỏi thêm 15 câu nữa giống như là show của tôi vậy. Rồi xong rồi, xong rồi, được xuống chơi, mắc đi chơi quá luôn. Đi lại từ ngoài vô nha. Ê, xuống lẹ quá, lạc camera luôn rồi, không thấy tôi đâu nữa. Ê, tôi đây nè, thấy không, thấy không? Rồi giờ đi coi show nha. Vừa vô sảnh bắt gặp một cái terrarium đẹp ghê không, giống như là bê một cái góc vườn bỏ vô cái bể kiến vậy. Giờ cầm cái này đi soi cái nết của các bạn cho kỹ hơn nè. Nói giỡn thôi chứ cái kính lúp này để soi kiến chứ không có soi nết được nha. Ủa mà sao vô camera nó không lớn lên được miếng nào vậy ta? Con này là dòng Combonitus Sabaticus nha. Bên cạnh quá trời dòng mà dòng nào tên cũng khó đọc hết trơn. Đây đây, tôi là Nam Ngô còn con này là Rắn Ngô, chung dòng tộc nha. Quá trời mập, nhìn mê không các bạn? Dòng kiến này là Terrarufo. Thấy cái ổ kinh khủng không các bạn? Bạn nào nhìn không quen chắc nổi gai ốc nãy giờ rồi đó. Ngoài việc chơi kiến thì anh em nâng cấp lên thành chơi tăng thẩm mỹ. Tăng này xung quanh toàn là nước kết hợp với tiểu cảnh. Đây là bạn Duy chủ nhân của cái tăng này, thấy chưa? Cái tăng mà còn trượt giấu cái nét ở bên dưới nữa, mở ra ngắm tí rồi đóng vào để kiến không bị xì chét mà còn giữ được độ thẩm mỹ, quá là tuyệt vời. Mình thử kéo lại coi sao, mượt quá, y như là kéo ngăn tủ luôn. Ai thích kim tự tháp thì vô đây, vô đây nè. Mà kim tự tháp này không có mummy đâu nha, chỉ có kiến thôi. Cái tăng này mới gọi là khủng nè, nối 2-3 cái vô chung với nhau dẫn bằng một cái đường ống trong suốt như thế này nè. Chủ nuôi mát tay nên sinh sản mở tổ bự quá, phải mua thêm mấy căn cho tụi nhỏ ở mới đủ. Đây là bạn Nhật tăng kiến Việt Nam, chắc anh em quá quen thuộc rồi. Đây là tăng của bạn Nhật làm luôn đó, con bọ lá khủng chưa kìa, gần bằng cái bàn tay luôn. Có clip quay riêng về bọn này rồi, ai muốn tìm hiểu thì vô kênh mình coi nha. Bọ cạp Ấn Độ nè, bọ cạp Bắc Phi nè, mà không thấy con nào hết trơn, toàn trốn dưới cát không à. Xem hình mà chả thấy tướng. À đây rồi, thấy bạn kia chỉa cái cam vô là biết có một bé đang biểu diễn. Nhìn quyền lực sa mạc không các bạn, hên quá gặp được một em mới lột luôn để quay cho mọi người xem nè. Mọi người nhớ con này không, một năm về trước mà tới giờ vẫn còn sợ. Cũng đi ốp bên thèm rắn, thấy mấy tay chân sao nhít cho một cái, về nhà sốt mấy ngày, tinh ngón tay hơn cả tuần lễ, giờ chỉ dám ngắm thôi chứ không dám nghịch dại nữa. Bỏ đi, bỏ đi. À, cuối cùng cũng tìm ra một bé quốc tịch Việt Nam, Isobot nha các bạn. Con này rất có ích cho cây trồng với nền đất, nuôi dễ, màu thì đẹp, dễ thương, cute, full mayweather. Bạn thấy nó bự không? Bằng cái đốt ngón tay của mình luôn đó. Các bạn làm show chuyên nghiệp quá luôn, còn in cả cẩm nang cho anh em mới chơi tìm hiểu và trải nghiệm nó một cách khoa học nhất, còn giới thiệu kỹ về từng dòng tăng và từng loài nữa. Đỉnh quá thèm kiến ơi. Với được cái sticker Isobot dán cục mụn. Tự nhiên đi sự kiện nổi cục mụn có duyên ghê, mà nó không dính vô da, buồn quá thôi. Dán vô áo vậy. Con kiến này to quá luôn mà cái tên khó đọc cực kỳ, nhìn siêu ngầu. Để mình tìm con kiến chúa chỉ cho các bạn xem nó bự tới cỡ nào nha. Hello, con kiến chúa này đủ bự đủ to chưa? Kiến chúa là phải vậy chứ, giỡn chứ mấy bạn, tổ chức quá sáng tạo, đặt kính giữa tăng để cho các bạn khác có nhiều góc nhìn thú vị. Nhân vật chờ đợi nãy giờ ra rồi, phù thủy bóng đêm nha. Bạn nhện này đẹp quá các bạn, nhìn bí hiểm uy lực bóng đêm Dracula các kiểu hội tụ, dạng chưa, thấy người mà không núp trong tổ, ra chào hỏi luôn không có ngán. Lanh ghê chưa này mấy bạn, đi theo tay mình luôn nè, không biết là nó đi theo tay mình hay là tay mình đi theo nó nữa. Ổ văn tơ của nó đây nha, mấy cái lỗ là mấy cái hang của nó ngủ đó. Ồ, xin giới thiệu với các bạn, đây là bạn YTV nha, từ Bắc Ninh bay vào đây luôn. Anh em quá nhiệt tình, quá đáng quý, gặp anh em vui quá, cười không thấy con mắt tôi đâu luôn. Đây là em tôi Khang AK Best Shop. Ê, xin chào người anh em Johnny Deep của HT nha. Còn đây là Quốc Cường EDC, người đã làm ra cái tăng khủng mà bạn Liên đã tặng cho mình, sẽ là clip giới thiệu sau nha. Đây là ông chủ của Snack Gang, Hiếu đẹp trai ngầu lòi, lâu quá mới gặp rồi. Đây là bạn Kiều HT nha, quá quen thuộc rồi. Đây, nhân vật chính đây rồi, nãy giờ bận quá nên hết show mới bắt tay được. Hiếu và Kiều đã đại diện cho anh em đứng ra tổ chức cái show quá hoành tráng hấp dẫn luôn. Tương lai làm nhiều hơn nữa nha, chúc mừng em trai. Hãy coi Hiếu nó hay nói câu gì nè. Pra, pru, pre, vậy tôi bắt trước coi.